Chào mừng quý vị đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, theo truyền thống vào tháng 11 hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An sẽ tổ chức hội thao ngành giáo dục tỉnh Long An. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngày hội thể thao cho cán bộ giáo viên đã diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 11 năm 2020. Ngày hội thu hút hơn 250 vận động viên là cán bộ, nhân viên, giáo viên đến từ 15 đơn vị, huyện, thị xã, thành phố và hội cựu giáo chức trong toàn tỉnh tham gia tranh tài sôi nổi ở 5 môn thi đấu thể thao gồm cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bia và quần vợt. Đây là hoạt động thường niên của ngành giáo dục tỉnh Long An, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mình đến từ đơn vị phòng giáo dục huyện Đức Hòa, tham gia bộ môn bóng bàn, rất nhiều thể loại, nhưng mà từ sáng tới giờ thì một số nội dung thì không tham gia được. Với lại là một năm chỉ có một lần, cho nên là cảm giác mọi người chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Là rất là vui gặp lại đồng nghiệp, giao lưu trong những ngày hôm nay rất là vui. Cái ngày hội rất là ý nghĩa đối với tụi em, được tụi em được giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm, rồi giống như là tạo sự đoàn kết giữa các vận động viên, rồi gặp gỡ những anh em sau những ngày xa cách, thì trong ngày hội này chúng ta cũng được gặp gỡ lại nhau, cùng nhau trò chuyện tâm sự qua những năm tháng mà lâu ngày mới được gặp lại nhau. Mỗi năm đến với hội thi gần như là chờ, trong tinh thần chờ đợi, háo hức, vui và được gặp lại các thầy cô dù lão thành, già có, trẻ có, đến với hội thi này đều vui cả và góp phần cho cái hội thi thành công tốt đẹp. Có trên 150 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu ở nhiều lứa tuổi và nội dung thi đấu. Cầu lông và bóng bàn là hai môn thi đấu sôi nổi hơn cả. Ai nói rằng khi đứng trên bục giảng, những người thầy người cô không thể chơi thể thao giỏi. Đến với những trận đấu cầu lông hay bóng bàn, mới thấy được chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao. Nhiều trận đấu kịch tính ngay từ vòng loại. Các vận động viên đã phải thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, vượt bậc và quyết tâm để đạt được thành tích cao nhất. Thi này anh em Tân Thạnh đến với một quyết tâm rất là cao, quyết tâm cao năm nào cũng vậy. Đó là thứ nhất là về tinh thần, thứ hai là về cái sức khỏe, rồi thứ ba là về nghệ thuật nữa. Kỹ thuật bóng bàn là một bộ môn khó. Hiện nay thì thành phố Tân An nhiều vận động viên đã xài vợt bóng gai rồi, gai thủ rất là khó, cũng gây khó cho Tân Thạnh. Nhưng mà đến giờ phút này qua gần một ngày thi đấu thì anh em Tân Thạnh cũng gặt hái được nhiều kết quả cao. Đại khái là cũng được một huy chương vàng, một huy chương bạc và một cái đồng. Đó là ba cái, mà còn tiếp tục nữa, tiếp tục còn nhiều anh em còn đang thi đấu. Thì chị tên là Nguyễn Thị Vĩnh Châu, đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Trực, đơn vị là ở Tân Trụ. Thì năm nay chị đi đến giải cầu lông này thì chị thấy thì vận động viên thi đấu rất là tốt, thì rất là nhiệt tình. Đây là cũng là cơ hội để tất cả các anh em trong ngành giáo dục tiếp xúc với nhau, trao dồi về cái kỹ thuật đánh cầu lông. Thì cái giải hiện tại của đoàn mình là đang là hạng nhất, giải đơn nữ ở lứa tuổi là 41 đến 50. Buổi tối mà đa số là ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc đánh đó luôn á. Thì có thể năm nay kết quả không cao nhưng mà cố gắng nữa, tại vì mới năm nay mới là năm đầu để lên thi tỉnh. Hoạt động thể thao nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã trở thành thông lệ vào tháng 11 hàng năm của ngành giáo dục tỉnh. Nhờ vậy, phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe được lan tỏa sâu rộng và khuyến khích mọi cán bộ giáo viên tham gia tập luyện thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe. Ngoài ra sẽ giúp tinh thần thoải mái, lấy lại được sự cân bằng sau một ngày lên lớp. Đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ giáo viên. Thật ra thì giáo viên thì tối ngày chỉ đi dạy thôi, thì ít có cái hoạt động, và mọi người mong chờ những hoạt động văn hóa và nghệ, đặc biệt là thể dục thể thao để rèn luyện cái sức khỏe mình, để có thể có nhiều sức khỏe để đứng trên bục giảng dạy kèm. Áo nó thiêng liêng lắm, nhưng mà bên cạnh cái việc dạy học á, mình cũng cần phải có cái thể thao để cái nâng cao đời sống sức khỏe tinh thần. Vì cái việc mà mình thể thao á, nó sẽ kéo dài được cái tuổi thọ, mà sức khỏe nhiều thì mình lên lớp dạy mới tốt được. Đó cho nên là tôi năm nay thì 56 tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe thì vẫn khỏe, vẫn dạy tốt mà vẫn chơi thể thao tốt. Em thì cũng rất là mong muốn, mà không phải riêng mà sở dục không, mà là huyện, phòng dục sẽ tổ chức thật là nhiều những ngày hội như thế này để tụi em có dịp giao lưu, học hỏi, rồi trao đổi, rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe.
Từ phong trào thể dục thể thao đã giúp cho cán bộ, giáo viên có thêm sức khỏe và niềm vui, vun đắp thêm tình đoàn kết, lòng yêu nghề. Điều này đã góp phần không nhỏ về việc nâng cao thể lực cho các thầy cô giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc dạy tốt, học tốt. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đơn vị được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng phong trào thể dục thể thao, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết trong toàn ngành.